Anh nói là anh không thích em mặc hở hay như vậy mà đi vô thay đồ. Tại sao em không được mặc như vậy? Tại vì anh không thích. Anh không thích em ăn mặc hở hay như vậy, lỡ thằng khác nó chú ý tới em sao? Em chỉ được ăn mặc như vậy trước mặt anh thôi. Trước khi quen anh em cũng ăn mặc như vậy mà. Tại sao lúc đó anh quyết định quen em? Lúc trước khác bây giờ khác. Bây giờ em có bạn trai rồi. Đó không phải là tình yêu, đó là kiểm soát. Cơ thể của em thì tại sao em phải nghe sự đánh giá của anh chứ? Em phải ăn mặc kín đáo. Anh nói là anh không muốn mất em. Anh nói anh yêu em. Nhưng mà dường như anh chỉ muốn cố biến em thành của riêng anh, khiến cuộc sống của em chỉ có mỗi mình anh. Còn anh thì vui đùa bên ngoài với những cô gái khác. Sao? Anh nói anh không thích con gái mặc đồ hở hang hơn. Ờ. Vậy cô gái mặc váy xanh ngồi đối diện anh hôm trước đã gọi cho anh chưa? Tôi thấy hết rồi. Tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời nói của anh là sự thật. Tôi yêu anh. Tôi xin lỗi. Tôi yêu bản thân mình hơn.